Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh mì ốc quế kem phô mai. Và để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là 150g bột mì và 30g bột bắp, 200ml sữa tươi có đường, một ít muối và 2g men nở. Men nở này thì nó có hai loại nha các bạn, một loại là men khô và một loại là men tươi. Ở đây thì mình dùng loại men khô nè. Phần men nở thì các bạn có thể tìm mua ở những lò bán bánh mì hoặc là các bạn có thể vô siêu thị mua cũng được. Và đây là bơ lạc mình dùng 20g và 40g đường. Và đây là phô mai con bò cười. Phô mai con bò cười này mình dùng khoảng 3 viên. Rồi như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Mình đã cho 100ml sữa tươi ra ngoài cái chén này nè. Tiếp theo là mình sẽ đổ vô 20g đường. Mình sẽ cho vô 2g men nở. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Rồi ngâm 5 đến 10 phút cho men nở ra. Đổ bột ra ngoài một cái tô lớn rồi. Tiếp theo là mình sẽ đổ phần sữa với men vô. Rồi mình bắt đầu trộn bột. Mình đổ từ từ rồi mình trộn bột từ từ đi. Bây giờ mình sẽ cho ít muối vô. Sau đó mình sẽ cho vô 10g bơ và mình sẽ trộn đều lên, nhồi bột, nhồi khoảng 10 đến 15 phút nhé. Rồi ở đây mình chuẩn bị một cái miếng giấy bạc nè các bạn, vào một miếng giấy bìa cứng nè. Giờ mình sẽ bắt đầu cuốn lại, mình cuốn thành hình cái quặng á, như thế này nè các bạn. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái phần nhọn nè, bóp vô. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái phần giấy bạc này các bạn, mình cuốn vô. Rồi như vậy là mình được cái hình cái quặng rồi nè. Mình cho một ít bột mì lên trên mặt thớt nha. Sau đó mình sẽ để cục bột vô. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chia bột. Mình sẽ chia bột ra thành 4 phần. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một phần bột nha các bạn. Lăn như thế này. Lăn cho nó dài dài ra. Lúc mà mình lăn mình hơi kéo giãn tay ra như thế này nè. Để cho phần bột mình nó dài ra. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái quặng này các bạn, mình bắt đầu mình quấn vô, mình quấn từ dưới cái đỉnh nhọn này trước. Phần cuối cùng này thì mình sẽ nhét vô trong phần bột này để cho nó không có bị xứt ra. Rồi tiếp tục là mình sẽ cuốn những cái phần bột còn lại. Rồi sau khi mà mình đã tạo hình xong rồi thì mình sẽ đem đi ủ. Mình sẽ để vô trong lò nướng các bạn, mình không có điện vô nha, mình chỉ để trong đó cho nó kín để mình ủ cho bột nó nở ra thôi. Và mình sẽ ủ với thời gian là 1 tiếng. Rồi, phần bột của mình nó nở ra gấp đôi đây nè các bạn. Đây các bạn nhìn rất là to luôn á. Sau đó mình sẽ đem đi nướng. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 160 độ trong vòng 20 phút. Trước khi nướng thì các bạn nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút rồi mình để vô nướng nha. Trong thời gian mà mình nướng bánh á, bây giờ mình sẽ làm cái phần kem phô mai nha. Mình sẽ cho 100ml sữa tươi vô trong cái nồi. Tiếp theo là mình sẽ cho 20g đường vô. Sau đó mình sẽ cho bơ lạc vô. Tiếp theo là mình sẽ cho bột bắp vô. Cho vô 30g bột bắp. Mình sẽ trộn đều lên. Mình sẽ cho vô 3 viên phô mai của bò cười. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp và đun cho cái hỗn hợp này nó sệt lại.
Trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy thường xuyên như thế này nè, để cho cái hỗn hợp của mình nó không có bị vón cục và không có bị khét ở dưới đáy nồi. Các bạn để lửa nhỏ thôi nha, và mình khuấy cho đến khi nào hỗn hợp của mình nó sệt lại là được. Các bạn thấy cái hỗn hợp của mình nó bắt đầu sệt lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình tiếp tục mình khuấy. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần kem này vô trong cái túi bắt kem. Sau đó mình sẽ đem để vô trong ngăn mát tủ lạnh. Mình để khoảng chừng 30 phút là được nhé, để cho cái phần kem này nó lạnh lên, khi ăn thì nó sẽ ngon hơn. Bánh đã chín rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ quét lên một lớp bơ nữa để cho cái bánh của mình sẽ bóng và thơm bơ hơn. Bơ thì các bạn đun cho nó tan ra rồi mình dùng cọ quét lên như thế này nè. À, các bạn cũng có thể quét lên một lớp lòng đỏ trứng trước khi mà mình mang đi nướng nha. Như vậy thì cái bánh của mình nó sẽ vàng hơn, bên ngoài nó sẽ giòn hơn đó. Bây giờ mình sẽ gỡ cái quặng này ra. Đây các bạn nhìn nè. Bên trong này nó trống rỗng á, một chút nữa mình sẽ xịt kem vô. Rồi bây giờ mình sẽ bơm kem vô trong cái bánh á. Rồi như vậy là mình đã làm xong cái món bánh mì ốc quế kem phô mai rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử đây. Đây mình ăn cái này nha. Wow, mình cầm lên nó rất là nặng luôn á. Đây các bạn nhìn nè, cái phần kem phô mai nè. Rất là thơm luôn á. Giờ để mình bẻ ra cho các bạn xem thử nha. Wow, thơm quá. Trời ơi, nhìn nè, thèm quá các bạn ơi. Bánh mì thì mềm nè, xốp nè. Còn cái phần kem á các bạn, nó rất là mịn và đặc biệt là nó rất là thơm mùi phô mai luôn á. Cái phần kem phô mai đó các bạn, mình ăn nó cực kỳ béo luôn. Và cái độ ngọt nó cũng rất là vừa ăn, hơi ngọt ngọt đấy à. Còn phần vỏ bánh mì thì mình ăn nó cũng hơi ngọt nữa. Ngon quá à. Rồi mình sẽ ăn cái miếng này luôn. Đây các bạn nhìn nè, bánh mì của mình là rất là mềm và xốp. Rất là thơm luôn á. Cái phần kem phô mai đó các bạn, mình ăn nó lạnh lạnh rất là ngon luôn á. Bánh mì thì mềm xốp nè, kem thì ngọt ngọt lạnh lạnh nè. Để mình xé một miếng bánh mì cho các bạn xem nha. Đây, các bạn nhìn nè, bánh mì nè rất là mềm và xốp luôn á. Đây, các bạn nhìn cái bánh của mình nè, nó có cái hình xoắn ốc nè. Video làm món bánh mì ốc quế kem phô mai của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.